Chào mừng đến với tiêu điểm tướng Liên Minh Huyền Thoại, Yorick, kẻ dẫn dắt linh hồn. Theo chuẩn của quần đảo bóng đêm, Yorick vẫn còn tốt bụng chán. Cả cựu thầy tu này chỉ muốn trả tự do cho những linh hồn mắc kẹt cả thiên niên kỷ bên trong màn sương đen. Và hắn sẵn sàng làm việc xấu để hoàn thành sứ mệnh thần thánh đó. Yorick mang trên mình gánh nặng của ngàn vạn linh hồn, cuộn xoáy không ngừng bên trong bao vải sau lưng. Hắn dùng chúng để đập tan kẻ nào ngáng đường. Chưa chắc chúng đã thích, nhưng Yorick cũng chẳng bận tâm. Hắn sẽ không từ giá nào để giành chiến thắng, dù cho có phải mang một phần địa ngục theo mình. Our souls are a small price to pay to cleanse this land. Nội tại của Yorick là dẫn dắt linh hồn. Mỗi khi một lính địch hoặc quái vật bị tiêu diệt gần Yorick, thỉnh thoảng chúng sẽ để lại một nấm mộ. Tướng địch bị hạ gục thì chắc chắn là sẽ có một cái. Nấm mộ tồn tại đến khi Yorick rời đi. Chúng để làm gì á? Chú ý nhé, sắp đến màn rùng rợn rồi đấy. Chiêu quy của Yorick giúp hắn có hai kỹ năng riêng biệt, tử lễ và thức tỉnh. Tử lễ cường hóa đòn đánh thường tiếp theo của hắn, khiến nó gây thêm sát thương và hồi lại một ít máu. Nếu Yorick còn dưới nửa cây máu, hiệu ứng hồi phục sẽ tăng gấp đôi. Nếu tử lễ tiêu diệt mục tiêu bất kỳ, một nấm mộ sẽ được dựng lên. Nếu có ít nhất 3 nấm mộ xung quanh và tử lễ đang hồi chiêu, Yorick có thể dùng thức tỉnh để triệu hồi ma xương từ mấy nấm mộ gần đó. Về cơ bản thì ma xương hành động không khác gì lính, dù bạn chỉ có tối đa 4 con một lúc mà thôi và chúng sẽ biến mất nếu đi quá xa khỏi Yorick. Nếu Yorick muốn thắng trao đổi đầu trận, hắn phải đợi đến khi xây xong nghĩa địa đã rồi hãng lao vào. Ở đây, Irelia lỡ chân đứng quá gần mấy nấm mộ của Yorick. Khi ma xương trỗi dậy, Yorick xông đến cùng để gây sát thương rồi hồi lại ít máu mất đi, dễ dàng giành lợi thế. Chiêu W của Yorick là vòng tròn tăm tối. Kẻ dẫn dắt linh hồn lôi một đống thi thể từ dưới lòng đất lên, tạo nên một bức tường vây kín khu vực chỉ định. Bức tường tự biến mất sau vài giây, nhưng cũng có thể bị phá hủy bởi đòn đánh thường của kẻ địch, dù chúng có bị kẹt trong đó hay không. Yorick và đồng minh thì đi lại tự do qua vòng tròn tăm tối. Khi muốn khóa cứng một mục tiêu chính hay rút lui an toàn, vòng tròn tăm tối chính là thứ bạn cần. Ở đây, Yorick dùng chiêu ngay quanh mình để tạo ra một rào chắn, chỉ hắn thoát qua được mà thôi. Không giống Klet, Yorick chẳng cần dây thừng để làm bẫy gấu. Chiêu E của Yorick là màn xương than khóc. Khi sử dụng, Yorick ném ra một đám sương mù gây sát thương và làm chậm kẻ địch. Yorick được tăng tốc khi đi về phía kẻ địch bị màn sương đánh dấu. Nhưng sức mạnh thực sự của kỹ năng này là bạn có thể điều khiển hành động của đám ma sương ngờ nghịch. Chúng sẽ được tăng tốc và nhảy thẳng vào đối phương bị dính sương, quấy rối nạn nhân cho đến khi biến mất trong cõi vĩnh hằng. Khi cần bám sát một mục tiêu, chút sương mù đó sẽ ngăn đối thủ di chuyển dễ dàng. Thần chết đỏ suýt nữa đã trao đổi thắng rồi, nhưng màn sương đã giúp Yorick giữ thanh máu của Vladimir luôn ở mức đỏ, y như tên gọi của hắn vậy. Chiêu cuối của Yorick là khúc ca hắc ám. Yorick triệu hồi thành nữ sương mù. Ở cấp cao, cô ta sẽ xuất hiện cùng ma sương nữa. Thành nữ tự ý di chuyển và tấn công, để đường và ngay lập tức biến bất kỳ kẻ địch gục ngã quanh cô ta thành ma sương. Thành nữ biến mất khi Yorick bị tiêu diệt, nhưng không giống như ma sương, cô ta không cần đứng gần hắn thì mới tồn tại được. Khi Yorick tấn công mục tiêu của thành nữ, hắn gây thêm sát thương phép dựa trên máu tối đa của kẻ địch. Tất nhiên, nếu linh mục nhập trận mà có thành nữ gần đó, cô ta cũng đủ thông minh để vào cuộc và giúp một tay. Sức mạnh công kích cộng thêm do thành nữ đem lại khiến cô ta cực kỳ mạnh mẽ trong những cuộc đấu tay đôi. Ở đây, Yorick không cần đội mộ mọc thêm trước khi bắt đầu trận chiến. Thay vào đó, hắn cứ việc gọi ra cô bạn nhỏ của mình và thẳng tiến để ăn mạng. Bộ đôi ma quái này nhất thông với nhau, làm xen chẳng có thời gian để thực hiện điều tương tự. Khi tiến hành trao đổi, Yorick nên mang theo càng nhiều đệ càng tốt.
Ở đây, Yorick đợi đến khi có bốn nấm mộ rồi tung vòng tròn tăm tối ra, đúng lúc canh tanh tiến lên định ăn lính. Hiểm họa Binswater mắc kẹt giữa trận chiến, bị đàn đệ của Yorick vây quanh bởi một màn xương than khóc chuẩn xác. Khi đi đường, Yorick có một khoảng thời gian vô cùng mạnh để trao đổi và bỏ lỡ cơ hội đó có thể khiến hắn trở nên vô cùng yếu ớt. Gã thầy tu đang rất có lợi thế ở đây, nhưng hắn đã dùng chiêu e trượt khiến Ma Sương bỏ qua đại kiếm sư. Fiora khéo léo tận dụng thời cơ để tiêu diệt Ma Sương, buộc Yorick phải đối đầu với một thử thách to lớn. Yorick giỏi hơn bất kỳ ai nếu bạn muốn nối dài lợi thế sau giao tranh tổng. Ở đây, Yorick giữ chiêu cuối đến khi đồng đội dọn sạch sẽ kẻ địch, sau đó triệu hồi thánh nữ để đội quân của cô ta đỡ hết 4 phát trụ bắn đầu. Nhờ nội tại của thánh nữ, đợt lính phòng thủ cuối cùng lại biến thành đợt lính của Yorick. Có thêm rắn chắn mới bên cạnh, đội quân của kẻ dẫn dắt linh hồn xuyên thủng tới nhà lính. Trong giao tranh tổng, Yorick quá chậm để giữ vai trò cảm tử. Tốt nhất hắn nên ở lại để che chắn cho chủ lực. Ở đây, Yorick khôn khéo lùi lại giải quyết mấy cô nàng lạnh lùng đánh tạt sườn từ phía sau. Hắn quay lại giúp tuyến sau, ban tử lễ cho Fiora. Ngay khi vòng tròn tăm tối hồi lại, hắn dùng nó để khóa cứng Ashe, khiến cô lãnh chọn một cú gươm boomerang vào mặt. Đáng lẽ phải cúi đầu xuống chứ? Yorick không cần ở đường mới đẩy lẻ được. Ở đây, thấy đồng đội di chuyển ra Baron, hắn thả thánh nữ ra đường và để cô ta tiếp tục tiến bước. Mỗi khi lính địch bị hạ, cô ta lại sinh ra một đàn ma sương mới và nhanh chóng thẳng tiến đến nhà lính đường dưới. Trong khi đó, Yorick xuất hiện, sẵn sàng cho đại tiệc bể bơi nơi con sông phía đường trên. Nó buộc đội kia phải bỏ Baron hoặc cố gắng giao tranh tổng trước khi thánh nữ săn bằng căn cứ. Cuối cùng, đội của Yorick thành công trên cả hai mặt trận và chỉ cần tập hợp lại để kết thúc trận đấu mà thôi. Cảm ơn đã theo dõi tia điểm tướng Yorick. Nhấn vào các đường dẫn bên dưới để giải phóng bóng tối vô biên có thể hủy diệt cả thế giới nào.